Leah cần gấp dụng cụ để cải tạo căn hộ của mình, nhưng sự lựa chọn trong cửa hàng quá nhiều khiến Leah bối rối. Cô nên chọn dụng cụ nào? Nhìn vào túi tiền và chọn cái rẻ nhất hay mua dụng cụ chất lượng tốt, bền lâu? Có lẽ người thợ thủ công có thể cho cô lời khuyên về cách nhận biết chất lượng. Vielleicht kann ihr der Handwerker einen Tipp geben, woran sie diese Qualität erkennt. Thật vậy, Carl đã từng trải qua vấn đề này. Anh từng chọn sản phẩm rẻ nhất và đó là một sai lầm. Dụng cụ không chỉ hỏng mà còn khiến anh bị thương. Carl rất bực mình vì tiền đã bỏ ra vô ích và vết thương đau đớn. Tức giận với chất lượng kém, Carl tìm kiếm giải pháp và phát hiện ra biểu tượng của Hiệp hội Dụng cụ Đức, FVI. Biểu tượng này cho biết nguồn gốc của dụng cụ, tức là sản xuất tại Đức, và nhãn hiệu của nhà sản xuất trên sản phẩm cho biết cách thức sản xuất. Điều này có nghĩa là gì? Leah hỏi và người thợ thủ công giải thích. Chỉ có thành viên của Hiệp hội mới được sử dụng biểu tượng này. Đây là các nhà sản xuất, không phải người bán lẻ. Dụng cụ được sản xuất tại nhà máy của họ và tuân theo tiêu chuẩn Made in Germany. Điều này đảm bảo chất lượng cao nhất và sử dụng an toàn, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức trong sản xuất. Dụng cụ sản xuất tại Đức đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội đặc biệt cho tất cả nhân viên và đảm bảo an toàn lao động. Khi Leah và Carl mua dụng cụ biểu tượng FWI, họ đảm bảo việc làm ở Đức và thúc đẩy sản xuất công bằng. Biểu tượng FWI tự cam kết các doanh nghiệp đạt được trình độ thủ công cao nhất và đổi mới. Họ cam kết với nhãn hiệu của mình và biểu tượng hiệp hội để đảm bảo chất lượng Made in Germany. Wenn Leah und Carl ein Werkzeug mit FWI-Zeichen kaufen, sichern sie also gleichzeitig Arbeitsplätze in Deutschland und fördern die faire Produktion von Werkzeugen. Das FWI-Zeichen ist dabei selbstverpflichtend. Die Betriebe verschreiben sich selbst höchste handwerkliche. Cả hai đều quyết định chọn sản phẩm có biểu tượng FWI vì khi cầm dụng cụ có biểu tượng này, họ biết rằng mình đã mua được dụng cụ an toàn và chất lượng cao mà họ có thể tin cậy. Điều này giúp họ tiết kiệm tiền về lâu dài và mang lại niềm vui khi làm việc. Wenn Sie ein Werkzeug mit FWI-Zeichen in den Händen halten, können Sie sicher sein, dass Sie ein sicheres. Ở Việt Nam, nếu bạn cần đến đồ nghề làm mộc, hãy tìm đến showroom của công ty Minh Khang hoặc website vinatools.com. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy cả Carl đang tìm kiếm những món đồ mới cho dự án tiếp theo của mình. Và nhớ, hãy cẩn thận với những dụng cụ giá rẻ. Chúng có thể làm bạn đau đầu và có thể là đau tay nữa.